đây có máy ngăn ngừa mặt trời giặt, nó giặt này im ha, đỡ tốn điện nhiều lắm luôn, nó giặt được sạc đồ sạch nữa. Tính ra xài cái máy năng lượng mặt trời đúng hiệu quả luôn. Không có cái máy ngon ha. Ừ. Lại mất IC nguồn, không lên nguồn, nên bệnh này cũng dễ làm, chỉ là xử lý lại nguồn đó để cấp cho cái máy hoạt động thôi, cũng khá đơn giản. Bắt đây nè, hình như bắt đây bắt vô á, có dàn ốc không ta? Bây giờ quay ngược qua phía bên đây, quay lại lấy ánh sáng. Xong rồi lấy đồ lên giặt luôn. Không sao. Không có gì. Giỡn luôn nghe. Hồi nãy ta vô dây sao mà. Không. Căng dữ vậy. Láo ghê dễ. Chéo. Chéo. Tâm đi. Rồi đâu có xỉu hồi nãy thôi. Mày xét vô không? Chưa. Rồi. Chụp ổ đó. Đây, để quay cái bộ áo luôn cho. À. Ok thì không có số điện thoại nha. Gọi là phiền thêm chứ làm thấy. Không có dư à. Dư mới lại. Nắp đậy trên. Cái nắp đậy trên. Để chống chuột chống bọng gì. Không, chuột nè, để chống. Sợ nhiều khi nó rò rỉ nước. Đậy luôn chứ chắc ăn. Không, biết sao nó dễ sửa, nắp này hàng trước nó cũng làm sức. Nó cũng gắn kiểu giá rồi.
chơi với mày đâu, nghe vô trong sao. Tôi thấy nó cái việc làm game vô thấy cũng đơn giản quá anh. Không có gì đâu mà gầm gà, nó chỉ là cái ngàm thôi mà. Không dám đâu, nhưng mà ông đưa vô đúng nó vô, còn ông đưa thì không đúng nên ông vô thôi. Thiệt luôn. Là số tồn không. Mày dư đại ca, để dành đây đi. Không để dành thiệt mà, đâu có làm gì đâu. Để này, này. Gắn đường, gắn đường. Không đâu. Gắn đường để lên đây luôn đi, không sao hết. Tại cái này, ảnh hưởng cái này lồng giữa nên không sao. Để ngoài đi, để nó lắc kêu lắm. Lắc kêu đâu? Lắc kêu. Bỏ lại đây đi. Không sao đâu. Cứng chưa? Ok rồi. Chạy vậy. Chạy vậy chừng rớt ra. Hai con hả? Còn con bên chừng không. Không, bên đây con nè. Con ốc để bắt mát á. Cái nào dưới đây không? Dây mát có nè, phải không? Không, dây mát nè. Ừ, cộng dây mát. Có chừng nằm bên kia trên đây đó. Có chừng nó nằm cho cái này à. Đúng rồi. Nổi không? Đâu phải mà. Đây, 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 đây. Không được, 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 được. Người gì bẫy lên luôn. Đúng rồi đó, hồi ông phải xây coi, nó đúng chiều đó rồi đó, đúng không? Nhưng mà hồi cũng phải xây lại. Ừ, đúng rồi. Chú, khỏe quá ta. Quá dữ luôn. Ta nói chủ yếu là dùng khế thôi. Rồi, phải các bạn phải không mát cho nó luôn nha. Đây. Hai nắp sao nè. Hai. Nó gì mát hả? Không, con ốc đít đè đè xuống cái bạc đè này xuống. Dập tay á. Ừ.
Thả xuống đi không được nè. Ừ, dặn thoải mái xong rút ra. Mát mát chứ đó. Đi giờ không cũng giật à. Ủa bộ bị giật hả? Giật. Không biết. Vậy là mát hay không đủ mát rồi. Ừ. Đồ châu Âu lúc nào nó cũng không mát hết á. Đúng rồi, nó cầu xuống tới dưới đất mới đúng, đúng không? Còn không, đây phải có cái gì đó. Cái đà, chính giữa đà này không đủ mát rồi, nên không nó không xuống đó. Nó giật tê tê. Ờ. Đồ châu Âu lúc nào cũng vậy. Như cái máy mà nó câu vô đỡ xuống là nó bị giật tê tê. Máy nào cũng chắn cũng giật. Đúng không? Ừ, máy nào, ừ, máy nào cũng giật. Cái nào cao cũng giật đó. Cái máy kia nó không có mát, cái máy bế cái cam không có mát. Đâu có câu mát đâu. Máy nào cũng đại ca cũng giật. Ủa con ốc này hình như không cần gắn. Con ốc này, con ốc này hai con luôn, sáng rồi bỏ rồi. Bà đi. Phim mặt. Cái mặt quay gì đâu? Quay ra đây, quay ra đây. Ở đây phải không? Ừ. Nhà này thiết kế hợp lý không nha? Gì phải không? Ừ, đúng rồi đó. Sao có khi chạy do cái chân nó không có cứng hay gì, Khánh nó quăng kêu ồn lắm. Có khi nó tại chạy từ đây rồi nó dạt vô trong. Không đều đúng không? Nó không đều nó mới dạt vô. Ừ. Đấy, mấy miếng mít sớt, chim chân nó lên, sớt cứng á. Ừ. Mấy đặt tổng, thì nó buồn. Cái máy. Gì được phải không? Ừ. Nghe phải không? Ừ. Nó hay chạy vô sát đây gì? Nó quay có khi nó quăng vô trong đó, có khi nó quăng ra, nó không hiểu. Nó không cần. Nó không cần á, rồi nó cứ quăng tới quăng lui. Ừ, nó không cần lắm. Lúc nó sấy nó nhặt á, nhiều khi mình để đồ nhiều quá, máy này đâu. Đây nó bự gì chứ nó đâu nhiều ký đâu. Ừ. 7 ký. 7 ký. Thường mà đồ nhiều quá cũng giặt hai lần chứ đâu dám giặt một lần. Có 7 ký giặt bằng mấy 9 ký á. Mát này đâu đủ mát đâu, cái đống này là biết rồi. Thì câu vô cho cái đã. Ha. Ừ. Đúng rồi, để cool không? Chứ này xài nước nóng lạnh đâu cần cấp. Đúng rồi, đâu cần xài nóng. Bình thường thì giặt nóng của tâm 60, 90 độ nè. Là nó tự động kích hoạt cái điện trở trong đó. Rồi, ok. Rồi, good. Ok. Rồi, good.